Thành ngữ muốn vu tội cho người, lo gì không tìm thấy cớ, bắt nguồn từ thời cổ đại, được dùng để nói về những cái chết oan uổng của người xưa và lên án những kẻ vì lợi ích của bản thân mà không ngại đặt điều, vu khống, gieo tai vạ cho người khác một cách đê tiện, độc ác, bất chấp đạo lý, bất chấp nhân quả. Đằng sau câu thành ngữ này còn có một câu chuyện lịch sử rất nổi tiếng kể về án oan bi thảm của một vị tướng vô địch. Kính mời quý khán thính giả đón xem cùng Tinh Hoa TV. Kỳ oan danh tướng trăm trận trăm thắng, muốn vu tội cho người, lo gì không tìm thấy cớ. Ngày xưa tướng quân Nhạc Phi của Triều Tống là người nhân nghĩa trung hiếu, đã có công giành lại phần lớn Giang Sơn cho nhà Tống, nhưng vì lợi ích và sợ hãi, gian thần Tần Cối đã thông đồng với kẻ địch, mưu hại Nhạc Phi và con trai Nhạc Vân của ông. Lúc bấy giờ Tống Cao Tông nghe lời Tần Cối đã triệu hồi Nhạc Phi. Sau khi sự tình xảy ra, lão tướng Hàn Thế Trung không nhịn được đã vội vã đến chất vấn Tần Cối. Tần Cối liền vòng vo đáp: chứng cớ việc Nhạc Phi và Nhạc Vân gửi thư cho Trương Hiến, mặc dù không rõ ràng, cũng không cần có. Hàn Thế Trung vô cùng tức giận quát lên: ba chữ không cần có, lẽ nào có thể khiến người trong thiên hạ phục được? Tần Cối vì muốn vu oan cho Nhạc Phi mà cố tìm cho bằng được chứng cứ, thậm chí còn vô liêm sỉ nói rằng cũng không cần có, quả thực là muốn vu tội cho người, lo gì không tìm thấy cớ. Câu chuyện thứ hai là vào thời kỳ Xuân Thu, nước Tấn có nạn Ly Cơ. Tấn Hiến Công vì sủng ái Ly Cơ mà khiến thái tử chết oan, rồi lập con Ly Cơ là Hề Tề lên thay. Hai người con khác của Tấn Hiến Công là Trọng Nhĩ và Di Ngô phải lưu lạc sang nước khác. Sau khi Tấn Hiến Công qua đời, nước Tấn xảy ra nổi loạn. Đại phu Lý Khắc đã giết Hề Tề và phái người nghênh đón Trọng Nhĩ về nước. Tuy nhiên Trọng Nhĩ đã từ chối chức vị, Lý Khắc và các đại thần đành gọi Di Ngô về nước. Dưới sự giúp đỡ của nước Tần và nước Tề, Di Ngô trở về nước, lên làm Tấn Huệ Công. Sau khi Tấn Huệ Công lên ngôi, đã không giữ lời hứa ban thái ấp cho Lý Khắc. Tấn Huệ Công luôn sợ hãi Lý Khắc sẽ mưu phản. Trước khi diệt trừ Lý Khắc, Tấn Huệ Công đã phái Cốc Nhuế đến nhà Lý Khắc truyền rằng: nếu không có ngươi, ta sẽ không có cơ hội làm quốc quân. Nhưng ngươi đã lần lượt giết chết hai vị quốc quân và một đại phu, vậy làm quốc quân của ngươi chẳng phải là quá khó rồi sao? Lý Khắc vừa nghe xong, hiểu được ý tứ của Di Ngô nên tức giận nói: muốn vu tội cho người khác thì không lo, không tìm được cái cớ. Ta đã nghe mệnh lệnh rồi. Nói xong, Lý Khắc rút kiếm tự vẫn. Quý khán thính giả thân mến, trong cuộc sống có thể nhìn vào điểm tốt và nói tốt về người thì khó, còn muốn nói xấu vu tội cho người thì thật dễ dàng. Bởi vậy đối với việc đánh giá người khác, đối với những chuyện thị phi thì mỗi người đều cần xem xét một cách cẩn trọng. Với loạt bài đi tìm nguồn gốc thành ngữ này, Tinh Hoa TV mong muốn gửi đến quý khán giả câu chuyện về những điển tích điển cố gắn liền với các nhân vật lịch sử, để giúp người xem hiểu hơn về những điều thần an bài và lưu lại cho con người hôm nay.